Hello các bạn nha, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game tên là The Phẫu Thuật. Là mọi người nhận dấu nhưng mà sẽ chọn ô tô là nhận dấu màu sắc. Mà con này màu sắc của nó bé đây. Biết chẳng còn ô tô nào ta. Còn bình thường này đi. À, nó sẽ bị nhẹ nhẹ. Nó sẽ đập phá nó thật nhiều. Một tí mập mờ đi.
Ok, xong rồi, bye bye các bạn nha, bye bye.